Phật lại hỏi Xá Lợi Tử, ý thầy thế nào? Như vậy, tất cả A-la-hán tâm dứt hẳn các lậu, cùng với tâm một Bồ-Tát bất thối, thì thế lực oai thần vị nào thù thắng hơn? Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, theo con hiểu nghĩa lời Phật nói, tâm Bồ-Tát bất thối, thế lực thù thắng hơn, chẳng phải tâm vô số vô lượng A-la-hán. Phật bảo, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói, Thầy nên quán như vậy, vô lượng tâm vô lậu các A-la-hán lìa hẳn tham dục, sân giận, ngu si và kiêu mạn vân vân, tất cả lại hóa làm trăm ức quân ma mạnh mẽ. Các quân ma này dùng hết thần lực của mình cũng không thể làm cho tâm Bồ-Tát còn phiền não, tham, sân, si, mạn vân vân bị biến chuyển được. Do đây nên biết tâm lực Bồ-Tát thù thắng hơn tâm lậu tận của các A-la-hán. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ý thầy thế nào? Ai đối với tâm A-la-hán lìa phiền não, tham sân si mạn vân vân như thế, là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng? Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, tâm các Bồ Tát bất thối, tuy còn phiền não, tham dục, sân giận, ngu si, kiêu mạn, vân vân, nhưng đối với tâm vô lậu A-la-hán là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Vì sao? Vì tâm vô lượng vô biên A-la-hán vô lậu như vậy, và người được hóa ra đem hết thần lực đó cũng không thể làm cho tâm một Bồ Tát bất thối, đầy đủ phiền não, tham sân si mạn vân vân bị biến chuyển được. Phật lại hỏi Xá Lợi Tử, nay ta hỏi thầy, thầy cứ tùy ý trả lời, ý thầy thế nào? Nếu có đống ngọc ca giả mạt ni, ngọc thủy tinh, trong đó đặt một viên ngọc lưu ly, thì giá trị ánh sáng của ca giả mạt ni có thể lấn át hay hút mất giá trị ánh sáng của viên ngọc lưu ly không? Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, không thể được, bạch Thiện Thệ, không thể được. Giá trị ánh sáng của một viên ngọc lưu ly có thể che mất ánh sáng của một đống ngọc ca giả mạt ni. Vì sao? Vì ngọc lưu ly sáng suốt từ trong ra ngoài, ca giả mạt ni thì không như vậy. Ánh sáng ngọc lưu ly rực rỡ, ca giả mạt ni thì không như vậy. Ngọc lưu ly bản chất xanh biếc, ca giả mạt ni thì không như vậy. Loại ngọc lưu ly thủ thắng, ca giả mạt ni thì không như vậy. Ngọc lưu ly oai đức rộng lớn, ca giả mạt ni thì không như vậy. Ngọc lưu ly giá trị vô lượng, ca giả mạt ni thì không như vậy. Ngọc lưu ly là vật trang sức của người tôn quý, do sức nghiệp tăng thượng nên sanh nơi bãi biển lớn. Ngọc ca giả mạt ni thì sang hèn đều dùng được, vì do công nghiệp tạo ra nên giá trị ánh sáng của ngọc lưu ly vượt hơn và che mất tất cả giá trị ánh sáng ngọc ca giả mạt ni. Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Tử, tâm Đại Bồ Tát bất thối cũng lại như vậy, che khắp tâm tất cả độc giác thanh văn, giống như ngọc lưu ly che mất ánh sáng ngọc ca giả. Ta quán nghĩa này nên nói như vậy, tâm Đại Bồ Tát bất thối, đối với tâm vô lậu các thanh văn và độc giác đã chấm dứt xa lìa phiền não, là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Tâm Bồ Tát bất thối, đầy đủ từ bi, có thể làm cho hữu tình được an lạc, xa lìa các khổ. Tâm thanh văn độc giác đầy đủ từ bi, chỉ có giả tưởng nhưng không thực dụng. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có A-la-hán dứt hẳn các lậu, đầy đủ các công đức, sáu thần thông, tám giải thoát, vân vân, có thể dùng thần lực đẩy thế giới này đè ở các phương, nhưng không thể làm cho tâm Bồ Tát bất thối có biến chuyển. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có A-la-hán dứt hẳn các lậu, đầy đủ các công đức, sáu thần thông, tám giải thoát, vân vân, có thể dùng thần lực làm khô nước biển lớn, nhưng không thể làm cho tâm Bồ Tát bất thối có biến chuyển. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có A-la-hán dứt hẳn các lậu, đầy đủ các công đức, sáu thần thông, tám giải thoát, vân vân, có thể dùng thần lực thổi nát hằng hà sa số thế giới. Trong ấy, tất cả núi diệu cao đều như tro bụi, nhưng không thể làm cho tâm Bồ Tát bất thối có biến chuyển. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có A-la-hán dứt hẳn các lậu, đầy đủ các công đức, sáu thần thông, tám giải thoát, vân vân, có thể dùng sức thần thông
Thổi đống lửa hằng hà sa số thế giới đại kiếp đang bốc cháy dữ dội đều tắt, nhưng không thể làm cho tâm Bồ Tát bất thối có biến chuyển. Do nhân duyên này nên ta nói như vậy, tâm Đại Bồ Tát bất thối, đối với tâm vô lậu, các độc giác và các thanh văn, vĩnh viễn xa lìa phiền não, là tối, là thắng, là tôn, là cang, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ, bạch Thiện Thệ, thật hy hữu, tâm Đại Bồ Tát bất thối, đầy đủ đại lực oai thần như vậy, thanh văn độc giác không thể biến chuyển được. Phật bảo Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói. Vì sao? Xá Lợi Tử, lời nói của chư Phật Thế Tôn không hai, nghĩa Phật đã thuyết, đều thật không dối, Thầy nên thọ trì, thuyết rộng cho người khác. Lại nữa, Xá Lợi Tử, vô lượng vô biên các loại hữu tình ở mười phương thế giới. Giả sử trong vô lượng vô biên hằng hà sa các thế giới ở phương đó, mỗi một hằng hà sa lại biến thành bấy nhiêu loại hữu tình. Giả sử đất nước lửa gió ở mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới đó biến mất thành cực vi, tất cả đều biến làm bấy nhiêu hữu tình, thì các hữu tình này có nhiều không? Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, rất nhiều, bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Phật bảo: Tất cả hữu tình như vậy, giả sử tất cả đồng thành A-La-Hán, dứt hẳn các lậu, đầy đủ các công đức, sáu thần thông, tám giải thoát, vân vân, thành tựu thần thông tự tại rộng lớn như Đại Thái Thúc Thị, Đại Mục Kiền Liên. Tất cả đại A-La-Hán ấy đều hóa làm bấy nhiêu quân ma, mỗi ác ma lại hóa làm bấy nhiêu quân voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ dũng mãnh. Các quân như thế có thể biết được số bao nhiêu không? Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không thể biết được, bạch Thiện Thệ, không thể biết được. Phật bảo: Giả sử có số lượng thiện nam hoặc thiện nữ bằng 3.000 đại thiên thế giới biết được số đó, họ dùng sức thần thông phá tan các quân ma, ý Thầy thế nào? Thần thông oai lực của thiện nam hoặc thiện nữ này có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, rộng lớn, bạch Thiện Thệ, rộng lớn. Thần thông oai lực của thiện nam hoặc thiện nữ này không ai có thể địch nổi, chẳng thể nghĩ bàn. Phật bảo: Giả sử thiện nam thiện nữ như đã nói ở trước, và số các hữu tình như nói ở trước, mỗi người nam người nữ ở mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới hằng hà sa đại kiếp mà trụ từng niệm hóa thành vô lượng ác ma như đã nói ở trước, mỗi ác ma lại hóa làm vô lượng quân ngựa, các quân dũng mãnh như đã nói ở trước, cũng không thể làm cho tâm Bồ Tát bất thối bị biến chuyển. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ý Thầy thế nào? Có bấy nhiêu hữu tình thành A-La-Hán, tất cả lại hóa làm bấy nhiêu ác ma, mỗi ác ma đầy đủ thần lực lớn